Phạm, nhóm làm phim Việt Catholic xin kính chào quý khán thính giả. Kính mời quý thính giả theo dõi thánh lễ mừng xuân mới hướng về giáo xứ mẹ được tổ chức lúc 7:30 chiều thứ bảy ngày 9 tháng 2 năm 2012 tại trường Yanabona High School do giáo xứ Việt Nam St. Patrick tổ chức. Chúa cho tất cả những ngày tháng mà Chúa đã ban cho chúng ta suốt năm qua. Chắc hẳn rằng trong năm qua có một số người của chúng ta rất vui mừng vì nhiều hồng ân Chúa ban cho, đồng thời cũng có không kém những người đã trải qua nhiều khó khăn. Tuy nhiên Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta. Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn lành, những ơn chúng ta thấy cũng như những ơn chúng ta không thấy. Để rồi ngày hôm nay chúng ta đến đây để tạ ơn Chúa cho qua năm cũ và xin Chúa chúc lành cho chúng ta năm mới đây. Để rồi chúng ta xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của chúng ta, cũng như xin Chúa giúp cho chúng ta biết tha thứ lỗi lầm những người khác đã xúc phạm đến chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao, tà áo của người bao phủ đền thờ. Phía bên trên người, các thần Seraphim đứng chầu. Các vị ấy đối đáp tung hô: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cũng như nắm vững. Nhờ tin mừng đó, anh em được cứu thoát. Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Kính thưa quý cha, phổ tế, quý sơ và quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Trong một tuần lễ vừa qua, tôi đã nhận một số lời chúc rất là thân tình, lời chúc rất là yêu thương từ nơi quý cha, giáo dân và toàn thể cộng đồng dân Chúa. Và trong cái lời chúc đó, tôi cảm thấy tôi giống như là một người đang đi cùng với Thiên Chúa. Và trong cái cùng Thiên Chúa đó, chúng ta cảm giác tình yêu của con người giữa Thiên Chúa với con người và con người với con người. Bước sang năm mới, xin Chúa cho đất nước và dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con được bình an, ấm no và cho mọi người có một cuộc sống xứng với phẩm giá con người. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong những ngày Tết này, xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình chúng con được sống trong yêu thương,
đùm bọc lẫn nhau và biết chia sẻ ủi an những ai đang gặp khó khăn, bệnh tật, những người cô đơn và nghèo khổ, kém may mắn trong xã hội. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầm lấy mà ăn, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chị em rất thân mến, khi nhắc đến năm cũ, khi năm mới trở về, chúng ta nhìn lại trong năm qua, giáo xứ chúng ta đã có điều gì vui, điều gì buồn lẫn lộn. Vui là chúng ta đón được cha chánh xứ và quý cha phụ tá về với giáo xứ chúng ta. Tất cả các cha ai nấy cũng đều trẻ và đẹp trai hết, chúng ta rất là vui. Niềm vui đó năm chưa đầy thì ngày 30 tháng 8, thánh đường San Patrick chúng ta đã bị cháy. Chúng ta không có thánh đường để thờ phượng Chúa và không có nơi để đi sinh hoạt. Trong tinh thần đó, con xin kêu gọi tất cả chúng ta hiệp nhất và thương yêu nhau trong tinh thần San Patrick, hướng về giáo xứ mẹ như cái lời cha thánh xứ đã nhắn nhủ chúng ta trong những ngày mà chúng ta đi xếp lễ. Trước thềm năm mới,
Con cũng không quên cầu chúc cho tất cả ông bà và anh chị em trong thánh đường hôm nay, trong hội trường hôm nay được bình an trong ơn Chúa và tràn đầy nhiều hồng ân của Chúa đến với gia đình quý vị. Một lần nữa, con xin chúc mừng năm mới quý cha và toàn thể quý vị. Đây mấy ngày tôi rất là lo không biết là chuẩn bị Tết năm nay sẽ như thế nào. Nhưng sau 5 giờ thì tôi cảm thấy rất là an tâm, và 5 giờ rưỡi tôi rất là vui mừng, và 5 giờ 45 tôi hơi lo tại vì chúng ta quá đông. Nhưng mà trong cái niềm lo đó, tôi tạ ơn Chúa và tôi tri ân từng mỗi người, quý ông bà và anh chị em. Quý ông bà và anh chị em không ngại đến cái hội trường này để cùng nhau để mà dự thánh lễ đầu năm, để cảm tạ Thiên Chúa. Trong cái nhìn hội trường ngày hôm nay, tôi rất là cảm động nhìn thấy hơn 1.600 người như quý ông bà và anh chị em đã nhìn thấy. Và trong thánh lễ quý ông bà và anh chị em dự rất là sốt sắng. Tôi xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Như anh trưởng ban của ban phụng vụ 5 giờ rưỡi cũng đã nói cho chúng ta biết là chúng ta đến đây không phải tại vì cái nhu cầu thánh lễ đầu năm, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta đến đây với tâm tình gia đình, tâm tình con người của chúng ta, và chúng ta đến đây để mà dùng si cùng dự thánh lễ chung với nhau. Và trong thánh lễ với nhau thì chúng ta hướng về giáo xứ của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi cảm nhận sự bôn ba của quý ông bà và anh chị em, sự đau khổ mất mát nhà thờ bị cháy. Tôi còn đau khổ hơn quý ông bà và anh chị em nữa. Nhưng chúng ta phải giữ cái niềm tin của chúng ta, và chúng ta cần phải phấn đấu lên. Chúng ta cần phải phấn đấu lên, và chúng ta cần phải hiệp nhất và đoàn kết để chúng ta chuẩn bị cho xây tương lai cho thế hệ con em của chúng ta và cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Đó là mơ ước của người Việt Nam của chúng ta. Như quý ông bà và anh chị em nhìn lên tấm bảng phía bên đây, chúng ta nhìn lên hướng về giáo xứ mẹ. Tôi hy vọng trong tương lai thì chúng ta sẽ có một cái giáo xứ mẹ, và giáo xứ mẹ đó là giáo xứ của người Việt Nam, của dân tộc của người Việt Nam và của người Việt Nam của chúng ta. Đó là cái sự hãnh diện mà tất cả mọi người chúng ta cần phải lưu ý tới. Vì thế trong ngày hôm nay tôi xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Trong cái dịp Tết này, tôi xin chân thành chúc quý ông bà và anh chị em sống thánh thiện, một ngày giống như hình ảnh của Thiên Chúa, để chia sẻ cho nhau tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là tình bác ái và yêu thương, để mà chúng ta chia sẻ hình ảnh của Thiên Chúa và sự yêu thương của Thiên Chúa đến cho nhau. Một lần nữa tôi xin chúc quý ông bà và anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng và đầy dồi dào sức khỏe và luôn luôn thánh thiện trong năm mới này. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho mọi người chúng ta trong năm Tý, trong năm con rắn này. Ok, xin một lần nữa xin chúc cùng quý ông bà và anh chị em. Chúng các con ai là một thì biết công tử, ai là nam thì biết công nam. Chỉ có các con dưới 10 tuổi mà thôi ngay lúc này. Chỉ có các con dưới 10 tuổi mà thôi chứ. Trên là không được. Chúng ta có các con nha. Chúng ta mới các con. Đây các con, như con đấy. Chúng ta mới các con nha. Dạ. Yeah.
Và giờ đây chúng ta còn lì xì, xin mời các em từ 10, 11, tới 12 tiến lên. Một năm mới. Ba mất tuổi rồi. Ba 92 tuổi rồi. Chưa được 8 chục, ok thôi. Dạ, bạn có vé số à? Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ giao thừa kết thúc, chúc anh chị em ra đi bình an. Tạ ơn Chúa. Con xin được đại diện cho các đoàn mẫu tâm xin chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị. Xin cầu chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe, nhiều tài lộc và nhất là có tinh thần thương yêu nhau. Happy New Year. Chúc mừng cộng đồng dân Chúa, Happy New Year. Dạ, con xin kính chúc mừng năm mới cho tất cả toàn thể giáo dân cũng như toàn thể quý vị. Dạ, chúc mừng năm mới.